Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, Tài xin chào cô chú anh chị ha. Sáng nay thì Tài có mặt tại nhà của chị Hồng Loan. Chị Hồng Loan đã về rồi cả nhà, về tối hôm qua. Tối hôm qua về lúc 9 giờ hơn cả nhà, 9 giờ hơn gần 10 giờ. Thì shop của Hồng Loan đã mở cửa bán rồi nha quý cô chú anh chị. Shop Hồng Loan mở cửa lúc 8 giờ và đóng cửa lúc 9 giờ tối. Hiện tại thì chị Hồng Loan đang ở bên trong nhà và cũng như là đang lau dọn bàn thờ và chuẩn bị những cái món ăn vặt để kịp thời hôm nay giao cho bà con cô bác cũng như là cô chú anh chị mình đến mua trực tiếp tại nhà của chị Hồng Loan số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, quý cô chú anh chị. Sáng hôm nay thì có vẻ là tấp nập ha, bà con cô bác tới rất là đông. Ở phía bên kia thì quán cà phê, buổi sáng thì có quán cà phê, buổi chiều thì có quán hủ tiếu ha. Ở xa xa đó là đường Bạch Đằng, đi vào một cái ngã rẽ, đây là đường của Đoàn Thị Điểm ha cả nhà. Đi cách khoảng 3 căn nhà thôi là tới nhà của bác Năm rồi ha cả nhà. Còn phía bên cạnh, phía bên đối diện đây là có một cái gọi là bánh ướt nè. Chú đang bán bánh ướt. Em thấy là bên nhà chị Hồng Loan cũng ưu ái ha. Chú ngồi bán bánh ướt, ngồi trên vỉa hè chỗ nhà chị Hồng Loan và xe mà khách tới ăn bánh ướt á, thì cũng đậu xe ở đây nè cả nhà. Tới trưa thì cũng vắng khách đi thì đậu xe của chị Hồng Loan. Nhưng mà xe bây giờ chưa có khách, chưa tới mua ở shop chị Hồng Loan nhiều á, thì chị Hồng Loan cho phép đậu xe trên vỉa hè trước cửa nhà chị Hồng Loan luôn. Đó cô chú anh chị. Rồi cả nhà mình chờ thêm ha, chờ xem những thông tin em chia sẻ trong ngày hôm nay cho cô chú anh chị mình xem tại nhà chị Hồng Loan nhé. Thì hôm qua em nhận được khá là nhiều cái bình luận và cũng như là những lời chia sẻ của cô chú anh chị về cái vấn đề con cóc của nhà cả nhà. Em xin chia sẻ lại, con cóc rất là to. Có cô chú anh chị nói cũng đồng tình ý kiến với em á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, chuột với gián thì thấy nhiều chứ cóc rất là ít nữa cả nhà. Cóc rất là ít. Và hôm qua thì tự nhiên em phát hiện con cóc nằm ở cái vị trí này nè cả nhà, ở vị trí này. Từ đây mà nhảy qua tới bên chiếc xe đỏ ngoài kia ngay cái chỗ cửa bán hàng của chị Hồng Loan luôn. Nhưng mà nhảy, cô chú anh chị biết từ bên đây đường mà qua bên kia đường nhảy làm sao mà em dí theo, em để em định bắt để đem vô lề, nhưng mà ông cóc ông nhảy rất là nhanh và không bao giờ xe không cán được luôn của chú anh chị. Nhảy tới cái cửa của chị Hồng Loan, xong đó ông cóc nép vào cái cửa và hẳn mình vô cái cửa luôn của chú anh chị. Phải nói là của chú anh chị nói là cóc mà nhảy vô nhà là một điều hên, là tài lộc tới và cũng như là mang nhiều may mắn tới cho chị Hồng Loan, mua may bán đất. Em cũng rất là hy vọng như vậy để giúp cho chị Hồng Loan có thể là có một cái gì đó mà tâm linh hay là siêu hình mà mình không biết được ha cô chú anh chị. Đó có lẽ là như vậy ha. Thôi thì em xin phép tạm dừng ha cả nhà. Và bây giờ sẽ đi vào bên trong mời bác Năm cà phê ha cả nhà. Dạ em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Thì sáng hôm nay em có mặt ở nhà của chị Hồng Loan, số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Hôm nay là ngày 25 đúng không ạ? Bữa nay ngày 25 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão. Thì sáng hôm nay em có mua một ly cà phê sữa với cô chú anh chị để xin chị Hồng Loan cũng như anh Hải vào nhà để thắp hương cho bác Năm. Ở mộ thì buổi sáng thường hay châm trà, rót nước, châm dầu đồ thì thắp hương, nhưng mà bây giờ không có lên mộ thường xuyên được thì tấm lòng, đây là chị tấm lòng của cô chú anh chị, mời bác Năm ly cà phê buổi sáng. Và bây giờ em xin mời cả nhà mình vào bên trong để em thắp hương ha. Và cũng như là trước khi vào bên trong thì em mến chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và cũng như là luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc ha. Xin mời cả nhà vào bên trong với em ạ. Mua rồi thì em mua có sao đâu. Chị Loan ơi, chị Loan ơi, dạ anh cho em xin phép vào thắp hương bác Năm á, mời bác Năm ly cà phê cái. Sớm gì? 8 giờ rồi mà. Sớm hả?
Vô đi anh. Dạ, sao rồi? À, Lucky, nó có sao không? Vô đi anh. Nó sủi ghê quá gì? Wow, dạ em chào chị Lon. Dạ, em tưởng đâu cho em gửi ly cà phê cho bác Năm đó ha. Dạ. Như chị mới đi ra, cũng mưa đúng không? Ở dưới mộ thì quen cũng sáng á. Lên đây mời bác Năm uống cà phê. Chuyện ly, em ly bác Năm uống. Qua đi về xa đi, tối ngủ ngon dữ ha. Bây giờ này cũng mưa quá hoài ha. Dạ, dạ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Còn tên tài kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão. Còn đại diện cho cô dì, chú bác, cô chú, anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước, nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, cũng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang, Hoa Viên, tỉnh Bình Dương. Sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, dạ, con xin mời ông Võ Văn Quang, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 về đây thọ thực. Sáng nay con có mời ông một ly cà phê sữa, con mời ông về đây thọ thực. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trên đây chị lo một cái gian nó nhỏ nhỏ nhưng nó hay ha. Khói. À, nó không khói. Chị. Dạ. Dạ. Ủa cái cuốn này nó giống cuốn ở dưới, có là hai cuốn hả chị? Rồi, của anh bạn làm. Hai cuốn hả? Hai cuốn. À, trên qua thì đàn em thấy cũng có một quyển giống vậy. Hôm trước để dưới mộ á. Rồi chị làm đi, em xin phép ra ngoài ha chị ha. Dạ, anh chào chị. Dạ, chúc chị sức khỏe. Dạ, anh đứng khoái. Chưa, cảm ơn. Dạ, cô chú anh chị ơi, thì em mới vừa từ nhà chị Hồng Loan ra. À, sáng nay thì em cũng có mời chị Hồng Loan, Long em xin lỗi ạ, vào thắp hương, mời bác Năm một ly cà phê sữa buổi sáng. Cô chú anh chị cũng có gặp chị Hồng Loan, cũng có tâm sự chia sẻ vài câu như cả nhà, nói chuyện thôi chứ không có gì cả. Sáng sớm thì chị Hồng Loan cũng có mua cà phê sữa cho bác Năm và cũng có vào bên trong bác lao bàn thờ. Nói chung là bàn thờ của bác Năm ở đây, cô chú anh chị khi vào rất là sạch sẽ. Chị Hồng Loan sử dụng một cái loại nhang nhỏ nhỏ gì cả nhà, nhang không khói á, rất là sạch sẽ và cũng như là nhìn vào là cảm thấy tinh thần của mình nó thoải mái và nhẹ nhàng lắm, của chú anh chị. Thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị và các bạn ở video tiếp theo của em. Ngày hôm nay em ở đây, ở nhà tại nhà chị Hồng Loan để chia sẻ cho cô chú anh chị mình được biết thông tin cũng như là diễn biến tại ở đây có chuyện gì xảy ra hay không và có những cái gì thông tin mới đặc biệt. Thì shop của chị Hồng Loan thì mở cửa lúc 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 9 giờ tối, quý cô chú anh chị. Cả nhà mình có gần ở đây thì nhanh tay, nhanh chân đến đây để ủng hộ chị Hồng Loan nhé. Hôm nay là ngày 25 rồi, còn hết ngày hôm nay qua ngày mai thì sẽ ở nhà chị Hồng Loan sẽ có một cái sự kiện diễn xảy ra, đó là bên phía bên tòa án sẽ đến đây để gọi là thẩm định. Quý bà con cô bác chờ đón xem những cái video mới nhất của em trong hôm nay và ngày mai nha cả nhà. Em xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc nha. Xin chào.